Xin chào quý vị, đã đến với số thể thao mới nhất của kênh YouTube Dân Việt. Thành tích lọt vào World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam mang đến niềm tự hào lớn cho người hâm mộ nước nhà. Ngoài việc lần đầu tiên được trải nghiệm không khí của sân chơi World Cup, các nữ cầu thủ sẽ còn nhận được một khoản tiền lớn từ giải đấu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những khoản tiền thưởng mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận khi tham dự World Cup sắp tới. Tiền thưởng từ FIFA Mới đây, FIFA đã gửi thông báo tới các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 về việc tăng các khoản hỗ trợ và tiền thưởng. Theo đó, điều kiện và chất lượng dịch vụ cho các đội tham dự giải đấu nữ lần này sẽ giống với điều kiện cho các đội tham dự FIFA World Cup Qatar 2022. Việc này giúp cho các đội tuyển có thêm những khoản thưởng lớn để chuẩn bị kỹ càng hơn cho sân chơi lớn nhất thế giới. Được biết, FIFA sẽ tăng gấp đôi quý hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị lên 31 triệu đô la Mỹ và được phân bổ cho các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển giành quyền tham dự World Cup nữ 2023. Ngoài ra, FIFA cũng sẽ bổ sung 110 triệu đô la Mỹ phân phối dựa trên thành tích của đội tải giải đấu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ nhận được khoản hỗ trợ phụ thuộc vào thành tích của đội tại giải đấu để chi trả các chi phí liên quan tới việc chuẩn bị và tham dự giải cho đội tuyển và sử dụng vào các hoạt động phát triển bóng đá của Liên đoàn bóng đá quốc gia. Cụ thể, đội tuyển góp mặt ở vòng bảng World Cup nữ 2023 sẽ được nhận 1 triệu 560 000 đô la Mỹ và vòng 16 nhận 1 triệu 870 000 đô la Mỹ và nhà vô địch là 4 triệu 290 000 đô la Mỹ. Mức thưởng này cao gấp 2 lần so với 4 năm về trước. Dù vẫn kém xa so với khoản tiền thưởng của các đồng nghiệp nam, nhưng việc tăng mức tiền thưởng đã cho thấy bóng đá nữ đã được nhiều người quan tâm hơn. Như vậy, từ thông tin đó, có thể chắc chắn số tiền mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được là 1 triệu 560 000 đô la Mỹ, bất kể kết quả có như thế nào. Xét về phương diện cá nhân, mỗi cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023 sẽ nhận số tiền thưởng tùy theo thành tích. Nếu đội tuyển dừng chân tại vòng bảng, Mỗi cầu thủ tham dự giải sẽ được nhận 30.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, số tiền thưởng dành cho mỗi cầu thủ của đội vô địch được nhận là 270.000 đô la Mỹ. Có thể thấy, trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng nhận mức thưởng lớn đến như vậy. Đây là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực mà các cầu thủ nữ đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Từ những kích lệ trên, các cầu thủ sẽ có thêm động lực lớn để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Có sự đồng hành của những nhà tài trợ ngoài tiền thưởng từ fifa các cầu thủ tuyển nữ còn nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ lớn trong nước kể từ khi giành vé tham dự sân chơi lớn nhất thế giới các cầu thủ đã nhận nhiều hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn vật chất nó cho thấy sự quan tâm lớn từ xã hội dành cho đội nữ hơn trước điều này rất khác với những năm trước đây còn nhớ sau khi xuất sắc đánh bại hai đối thủ thái lan và đài bắc trung hoa để giành vé tuyển nữ đã được nhà tài trợ honda tặng thưởng cho mỗi tuyển thủ nữ Việt Nam một xe Honda SH1. Vinamilk tặng thưởng 500 triệu đồng tiền mặt và 500 triệu đồng tiền sản phẩm. Nhà tài trợ AC Cup 500 triệu đồng và một năm dùng sản phẩm mì hào hào. Hãng hàng không Che Việt tặng đội nữ một chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở FLC Quy Nhơn. Ngoài ra, VFF cũng tặng thưởng đội nữ 5,5 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong buổi sáng nay, đội nữ Việt Nam nhận 7,5 tỷ đồng tiền thưởng, chưa kể phần thưởng hiện vật. Chưa hết, đội tuyển nữ Việt Nam còn được tài trợ khủng từ công ty cổ phần Hưng Tịnh Len. Cụ thể, đơn vị này sẽ tài trợ cho đội tuyển quốc gia cùng các đội tuyển trẻ nữ trong khoảng thời gian 5 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, với hợp đồng lên đến 100 tỷ đồng. Có thể thấy, thành công từ những năm qua đã giúp cho bóng đá nữ phát triển vượt bậc, đặc biệt là điều kiện vật chất được nâng cao, củng cố cho nền bóng đá trẻ nước nhà đi lên trong tương lai. World Cup đang cận kỳ, bởi vậy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng là điều cần thiết cho đội bóng của chúng ta. Để cổ vũ tinh thần đội nhà trước khi lên đường sang New Zealand dự World Cup thì mới đây, nhãn hàng Red Bull thuộc sở hữu của công ty TCP Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức sự kiện Red Bull Năng lượng tích cực đi cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường thế giới 2023. Thông qua chương trình này, tại sự kiện đại diện công ty TCP Việt Nam Nhà hàng Red Bull đã trao các phần quà bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, 36 chỉ vàng được khắc tên riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cùng với đó là 36 chiếc tai nghe nhằm phục vụ những hành trình dài của đội tuyển. Đây là phần thưởng nhằm chúc mừng các nữ cầu thủ khi đã xuất sắc phá vỡ kỷ lục của chính mình, trở thành đội bóng đầu tiên giành ngôi vô địch ở 4 kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games liên tiếp, Bên cạnh đó, TCP cũng muốn tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của đội tuyển và ban huấn luyện trong hành trình giành vé vào vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 năm nay. Đồng thời cổ vũ tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ thêm vững vàng trên đấu trường thế giới. Thách thức ngày một lớn, song cùng với hàng triệu cổ động viên Việt Nam, nhà hàng Red Bull rất vui khi được là hậu phương vững chắc, là nguồn năng lượng dài lâu để truyền động lực cho các nữ hậu của đội tuyển Việt Nam tiến bước viết nên trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà. Ông Nguyễn Thành Huân, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ, sự kiện của nhãn hàng Red Bull và VFF diễn ra ngay sau khi các nữ cầu thủ vừa trở về sau chuyến tập huấn tại Đức. Trong đó, trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức hiện đang đứng thứ hai thế giới để lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Dù nhận bàn thua ngay phút thứ ba, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần và chỉ để thua chung cuộc với tỷ số 1-2 với bàn thắng ở phút bù giờ thứ ba của Thanh Nhã. Cá nhân tôi cũng xem trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đức, cảm thấy rất hãnh diện. Tỷ số là một mặt, nhưng cách các bạn thể hiện chiến thuật của ban huấn luyện trên sân đấu, sự tự tin trong việc triển khai lối chơi, thi đấu mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng để ghi được bàn thắng, như vậy đem lại cảm xúc vỡ hòa, ông Quân bày tỏ. Từ những phần thưởng lớn mang tính khích lệ và cổ vũ của những nhà tài trợ sẽ tiếp thêm động lực cho tuyển nữ thi đấu vững vàng và cống hiến để đem lại tình yêu của người hâm mộ nước nhà. Với đội tuyển Việt Nam, việc tham dự World Cup 2023 đã là một kỳ tích phi thường. Chính vì thế, mức tiền thưởng giờ đây không còn quá quan trọng với những ngôi sao vàng. Với nhiều cầu thủ, họ đã và đang thi đấu vì ngôi sao vàng trên ngực áo. Trước hành trình lịch sử, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam bộc bạch. Thật vinh dự cho tôi và toàn đội khi được đại diện cho quốc gia chơi bóng ở đấu trường đỉnh cao nhất thế giới. Chúng tôi sẽ mang tinh thần của phụ nữ Việt đến sân chơi này để cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Dù biết thử thách rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn tự tin thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Qua những lời chia sẻ của Huỳnh Như, người hâm mộ càng cảm phục trước tinh thần ý chí của những cầu thủ nữ nước nhà. Tiền thưởng có thể quan trọng, nhưng điều lớn nhất lúc này của mỗi cầu thủ là tinh thần dân tộc các cầu thủ thi đấu trên sân vì người hâm mộ, vì đất nước. Đó chính là những gì mà tập thể tuyển nữ muốn gửi gắm đến mọi người. Vậy nên, hãy cổ vũ cho các cô gái của chúng ta trên hành trình kỳ tích này. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội trước khi bay sang New Zealand ngày 5 tháng 7. Tại đây, tuyển nữ Việt Nam đã hai trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand vào ngày 10 tháng 7 và 14 tháng 7 là bài test cuối cùng với tuyển Tây Ban Nha. World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại Australia và New Zealand. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng nghe, thi đấu tại New Zealand, lần lượt gặp đương kim vô địch Mỹ ở trận mở màn và sáng ngày 22 tháng 7. Chạm trán Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 và cuối cùng đụng độ Hà Lan ngày 1 tháng 8. Vừa rồi là những thông tin cập nhật về đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình đến với World Cup 2023 của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin thể thao trên kênh Dân Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số thể thao tiếp theo.